Hai viên ngọc này là hai viên ngọc mà không phải bình thường đâu nha. Hai viên ngọc này kiếm từ mặt trăng và dưới lòng đại dương. Trời ơi, quý quý quý, đổi luôn, đổi luôn. Ui đổi ơi, đổi, chồng chồng chồng, ui cái kiếm. Ui cái kiếm anh em. Ui gầm gầm gầm. Ui phải phải từ từ để mình test thử được. Bé ơi, bé ơi, con nói bé nghe này nè. Thôi đi đi, không không cần, không quan tâm, đang test ngọc quý rồi. Ơi ơi, đi đi ra đây, con còn nhiều ngọc lắm nè bé. Ra đây, ra đây, ra đây. Đi đi đi, ra đây đi, còn nhiều ngọc lắm nè. Nhiều ngọc lắm. Trời ơi, sao ngọc của mày ra đây đó hả thằng ai vô. Trời xong. Trời sao mà mày cũng vậy, là tao cho mày ăn đập luôn. Tao chỉ đại thiệt luôn. Không. Đi vậy, ăn cơm, ăn cơm. Mày nhìn ba mày vô anh trộn luôn mày. Hello ba ba vịt. Ủa cái gì vậy ba? Hôm nay thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Thứ hai đúng không? Thứ mấy? Thứ mấy đi học không? Thôi đi học hả? Đi học là chuyện ngày nào chứ phải đi. Thôi mà kệ, cứ đi ngủ chứ đi. Thế hôm nay phải đi. Ủa mà cái gì vậy? Hôm nay phải đi thi không? Đi 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 thi hả? Thi, ủa thi gì ta? Sao mình không nhớ ta? Đi 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 Thôi ngon. Con nghĩ phải từ từ, con lấy sách vở cái đã. Đây đây tập nè, rồi thêm cải viết nữa nè. Bye bye ba, mình đi học nha. Bye bye nha. Trời. Bye bye ba nha. Trời, bye bye ba. Ơi. Mày đứng mày chờ ra xong người ta thi xong rồi á. Bye 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 ba nha. Thôi. Đây đây đây, trời làm gì căng. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đang trên đường đi học đây. Trời. Thì quên nữa, chào các bạn nha. Mình chính là Phong Cận TV đây. Thì hôm nay chính là ngày mà mình phải nhập học rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ đi học. Trời. Trời đây mình đi đến trường à. Trời ơi, chết cô kìa, cô kìa. Ui tôi xong mình rồi trời. Giờ sao trời. Ok mình phải nấp vô. Bắt cua nè, bắt cua. Ơi qua không được. Mà cô sao không thấy mình. Ôi mà không thấy mình thì anh em. Em chào cô. Dạ dạ xin lỗi em tới đi học trễ. Dạ nhưng mà em dừng hình như cái em thấy mấy bạn còn đứng đây, chắc là chưa vào thi đây hả cô ha. Ok dạ dạ em vào thi đây. Dạ dạ. Ôi trời làm bài. Thôi ha ha ha. Ui trời ra chơi rồi. Trời đến giờ ra chơi rồi. Thôi em chào cô, xin phép cô cho em ra ngoài chơi nha. Trời đi chơi các bạn ơi. Hôm nay mình mới vừa chuẩn bị một trái banh nè, với lại một bộ áo số 7 Ronaldo nè. Mình sẽ kiểu mà mình sẽ chơi đá banh đó. Ra suốt nè, suốt nè, suốt nè. Suốt vô bức tường nè. Bực. Trời trái banh. Chơi thôi. Chèo vậy banh. Cái gì vậy? Bạn kia làm gì bắn tôi mà. Tao tuyên bố cậu mày vô. Đi. Ủa cái này là bắn của tôi mà. Mày là thằng khác mới tới trường này học được vài bữa đúng không? Rồi là sao? Tao xin tuyên bố tao là trùm của cái trường này. Cái gì trùm hả? Trùm cả anh chứ. Cái này là cái bắn của tôi mà, tự nhiên anh dân nó của tôi. Mày gì mà vô gì vậy trời, banh của tôi mà. Này gì đá banh nè. Mất cái banh rồi. Ôi bạn cậu này. Tôi đánh mày. Mày lấy banh của tôi. Trời tức quá các bạn ơi. Thiệt chứ mình tức cái thằng da đen này ghê luôn các bạn. Tự nhiên không á, mình mới tới trường mình học mà mới có được có khoảng một tuần à, mà gặp nó cũng ăn hiếp mình hoài luôn. Mà hôm nay nó còn lấy cái trái banh mà ba ba bịch cho mình để đá đi mất tiêu luôn rồi. Mình thiệt, mình tức, mình cọc quá, cọc nha. Ôi tức rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao ta, mình làm cách nào để có thể trừng trị cái thằng ở đây. Nhưng mà bây giờ trong mình thì mình hiền quá, mình không có biết làm như thế. Hay là bây giờ mình sẽ kiếm một cái vũ khí gì đó để mình tự vệ rồi mình đánh lại nó ta. Được á. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi đến chỗ của bác thợ rèn để mình hỏi bác ấy là có vũ khí hay gì để giúp cho mình không nha. Ok đi thôi. Thôi trời đi nào. La 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 la. Hello bác thợ rèn. Thôi gì? Con Phong Cận nè. Ủa Phong Cận hả? Sao hôm nay bữa đi đâu qua đây vậy chú vậy? Con
để muốn nói bác là bác ơi, bác có cái gì đó vũ khí hay là cái gì đó có thể giúp chúng ta tự vệ được không bác? Tự vệ hả? Đúng rồi bác. Đây ta không có cái gì tự vệ hết á, đây ta toàn đồ là bình thường không à. Ôi có cái vũ khí không cho con nói bác nghe, con đi học á con hay bị mấy cái thằng mà bác giúp con đi, tại vì là con đi học con tàn bị mấy cái thằng côn đồ nó chặn đầu nó quýnh hoài à, cho nên là bác có cái gì đó thể giúp con tự vệ không? Bác không có vũ khí, có chồng không có mấy cái chày để gõ sắt này, có lấy thì lấy à. Ô cái này hả? Ui để con coi cái này sao để xem coi. Ui anh em, ui nhìn kìa, ui cái này cái chày này nó bự quá, cái này mà đập vô đầu cái là chết luôn. Ôi đúng rồi. Dạ không con đâu có tính đập chết ai đâu, nhưng mà ủa bác bán cho con cái chày này được không? Hả? Thôi cái chày đấy để ta đập thợ đèn mà, ta đập sắt mà thôi. Bác bán cho con ơi. Thì bán hả? Thì bán đi tiền đây. Bao nhiêu vậy bác? Nơi đây một đồng. Một đồng hả? Cho con cho người con giờ con có được thỏi sắt à, bác lấy thỏi, bác lấy cái thỏi sắt được không? Thôi lấy đại đi trời. Con chờ đó. Ok anh em ơi, thì mình đã có được cái chùy này rồi, thì là kỳ này cái thằng nha đen nó chết cho mình. Tức quá mà, gặp nha. Ok, đi thôi. Ôi, thằng nhóc kia. Đi. Mày có bây giờ tao hỏi lại lần cuối, mày có chịu chết banh cho tao không? Mày mới thằng mày hỏi lại lần cuối. Mày mới là mày chưa chờ mày biết không? Bạn ơi, bây giờ bạn không đền đúng không? Mình nói bạn biết trước nha, là mình có cây chùy này bự lắm nè, mình mà đập vô đầu bạn là bạn chết luôn á. Đưa cái chùy kia hả? Nè, gơi không? Thôi, tao sợ mày quá. Mày nhìn cái gì đó mày bắn. Quýt lộn hả? Mày. Ai các bạn ơi, trời tiếc tức ghê luôn á trời. Mình thiệt, mình cọc ghê luôn á. Tự nhiên cái thanh niên này không biết ở đâu mà nó có được cái kiếm anh em. Hình như cái kiếm của nó mạnh lắm, cho nên là cái cây chùy mình đánh không lại. Tức quá à. Hay là bây giờ mình sẽ đi đến chỗ của bác thợ rèn để mình mượn thêm là mình mua thêm một cái vũ khí gì đó mạnh hơn để xem coi. Để mình lại mình hỏi xem được. Bác thợ rèn ơi. Gì? Gọi cái hoài gì? Bác ơi, bác bán đồ cho con nữa đi. Bán gì bán hoài vậy? Rồi sao hôm nọ là bữa đã bán cho cái rồi bán gì nữa? Con muốn mua thêm một cái món vũ khí gì đó mạnh hơn. Bác còn gì mạnh hơn không? Gì con nít thì toàn chơi vũ khí vậy? Nhưng mà tại vì con cần để tự vệ thôi à, chứ con đâu có phải là đem đi để đánh nhau hay gì đâu. Đây, mới rèn xong, kiếm sắt cực kỳ ghê luôn. Ui, kiếm hả? Đâu cho con coi coi. Nè. Ui, đây cầm thử coi. Trời ơi, cái này nó nhìn giống cái cây mà cái thằng hồi nãy nó cầm á anh em, nhìn nè. Ui cũng ngầu quá nha. Trời cũng đẹp quá nè. Này chém được nè. Ui được. Đưa đây. Ôi cái gì à? Đây. Ôi bác bán cho con cái cây kiếm này. Bán hả? Kiếm dạ. Có sắc rồi, sắc tốt rồi, 2 vàng. 2 vàng hả? Để con rồi. Trong người con hết đồ, còn có cái rương à, bác lấy cái rương được không? Cái rương chi? Trời tao làm thợ rèn chứ không phải thợ mộc đâu. Vậy bây giờ bác có cách nào bác bán hay là bác cho con cũng được nè, bác bán cho con thấy gì đi con. Cho được là này sắc quý hiếm lắm, xem nào. Đây rồi, đây coi. Sao bác? Dạ. Đây chính là cái ruộng gọi là thực phẩm của nhà ta, 2 cái liền á. Bây giờ con sao con gặt được hết 2 cái ruộng này thì ta sẽ về ta gọi là ta cho con cái kiếm sắc này miễn phí đó, bởi vì chính là cũng đáng á. Hôm nay ta đau lưng quá, ai ơi xương nó kêu rắc cái, ai ơi đau quá. Vậy con gặt hết cái đống này là con sẽ được cái kiếm chứ gì. Trời ơi bình thường. Ok anh em ơi, thì mình chỉ cần mình gặt hết cái ruộng lúa này cho bác nha, là bác sẽ tặng cho mình cái kiếm. Trời kỳ này cái thằng da đen nó sẽ chết cho mình sẽ chém nó chết. Trời ơi tức quá. Sẵn rồi mình gặt luôn bên đây luôn đi. Hình như bên đây cũng là của cái ruộng của bác luôn nè, để mình gặt luôn. Còn mấy cái ruộng bên kia là của ba vịt đó, cho nên mình không cần phải gặt. Trời ơi, lấy được dễ dàng, mình tuổi trẻ mà khỏe khoắn. Ok đi. Bác thợ rèn ơi. Ôi mới đây ngủ rồi trời. Bác ơi. Con đến con đưa đồ nè. Đâu? Bước nè đó. Rồi 2. Đó. Rồi 3. Rồi, đúng rồi. Đây kiếm ơi, cầm ấy, đỡ đừng người lên tinh nha. Cái kiếm nè, trời ơi. Chém. Ôi dạ bác ngủ đi. Ok anh em, bây giờ mình đã có được cái kiếm thì mình sẽ đến mình chém thằng da đen đó. Trời ơi, nhưng mà hình như trời trời tối rồi, chắc mình sẽ về nhà mình ngủ rồi, sáng mai mình sẽ ra sau. Ok.
Ok anh em ơi, thì hôm nay mình đã có được cái kiếm này rồi, thì cái kiếm này nhìn nó còn hơn cái máy cưa của cái thằng đó nữa, thì còn mình nghĩ là mình sẽ đánh lại nó thôi, cái gì đâu, đơn giản với đen giỡn. Ok, kỳ này là mình sẽ đánh để mình đòi lại cái trái banh của mình. Cái này nó quá đáng rồi, đầu gấu rồi. Đâu rồi ta? Mình xem coi. Quay. Ủa đâu rồi? Quay, đi xuống đây. Anh tự nhiên leo nóc nhà kìa. À, chúa sẽ lên cho lên nóc nhà mày là gì? Chuột hả? Đi xuống đây, giỏi đi xuống đây solo nè. Thôi. Nè, mình nói bạn biết trước nha, hôm qua ôi trời ơi, mấy cưa của bạn mạnh quá ha. Mình có cây kiếm luôn nè. Bây giờ mình hỏi bạn có đền trái banh hay không? Thôi, anh có kiếm ấy hả? À. Tao sợ mày quá. Ôi trời ơi, cái kim cương à. Thôi trời ơi là trời đất ơi, thua hoài luôn, quê quá anh em ơi. Thiệt luôn á, mình lần nào mình đánh với cái thằng nhóc đó mình cũng thua nó hết à. Trời ơi, tức quá mà. Hay là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra mình ăn nỉ bác thợ rèn cho mình thêm một cơ hội nữa, cho mình cái loại vũ khí đó mạnh hơn nữa đi. Ừ, chắc vậy thôi, giờ biết sao mình nhất định phải thắng thằng da đen đó. Ok, để mình đi tới mới được. Để xem cái thời gian coi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy chú? Gì vậy? Siêu phẩm, chết được siêu phẩm. Bác rồi. Bác sao mà bác hôm nay thấy bác yêu đời quá vậy? Trời ơi, vừa chế tạo được siêu phẩm. Siêu phẩm hả? Ủa siêu phẩm gì? Khoe luôn cho con coi. Thăng. Cái gì vậy bác? Thôi. Ủa mà cái cây này nó xấu hơn cây kiếm mà cái thằng kia nó cầm nữa. Đây là kiếm siêu phẩm, kiếm này là một cái kiếm mạnh nhất trái đất rồi. Mạnh nhất trái đất luôn hả? Ủa bác xạo rồi, đâu, bác thử bác dùng cho con coi coi. Trời ơi, xạo rồi. Ôi, cao vậy. Trời ơi. Ôi, trời ơi, mấy bạn ơi. Ui, cái kiếm nó mạnh dữ vậy trời. Oh my god, trời ơi, không thể nào tin được. Không thể nào mà tin được luôn. Bác ơi. Không tin là phát đứa là không. Ôi, con giỡn. Ui, bác ơi, kiếm này là cái kiếm vô giá với sức mạnh siêu cực cường nhưng không thể bán được bởi vì nó quá vô giá, không thứ gì có thể mua được hết. Ủa giờ chứ giờ bác không bán, bác giữ làm gì? Bác già rồi, bác giữ làm gì? Bác cho con đi, mấy cái vũ khí kia nó dở lắm. Trời, chế kiếm siêu phẩm là để làm gì? Là để giải đáp những cái mục đích cực kỳ kinh khủng khiếp mà này không? Đó, cái lò rèn nhà ta toàn chuột đâu mà nó ta phải dùng kiếm này để đuổi chuột. Trời, cái kiếm mạnh vậy bác chỉ dùng mấy đuổi chuột hả? Bác bán cho con đi bác ơi. Thôi, con xin bác luôn. Mà con muốn bán về xem ơi, già con có gì đáng giá không, mang đi. Vậy là bây giờ bác sẽ đổi cho con chứ bác không bán đúng không? Không, đổi. Cái gái này chỉ đổi thôi, cái gì càng quý càng tốt. À ok, đổi gì đi, không về nhà thử cái gì chứ. Ở nhà con đầy đồ hà quý luôn á, tại vì ba vịt có nhiều đồ quý lắm anh em ơi. Bây giờ mình lấy lại đi xong mình xin ba sáu chuỗi từ từ coi. Trong rương có gì không ta? Trời, mấy cái đồ này bình thường quá à, chẳng có gì quý hết à. Trong rương đồ này, trời, cái này có súng rồi, nó là súng rồi, nhưng mà bác có cái kiếm mạnh quá, cái súng đâu có gì đâu nhầm nhò gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình không còn gì ta, hay là đổi cho bác cái thông Noel ta. Ê, hay là mình vô mình lấy slime màu vàng. Không được. Ờ giờ sao ta? Ui, anh em, hai viên ngọc này đẹp nè. Ui, hay là mình thử mình lấy hai viên ngọc này mình đổi coi biết đâu là cái bác nó chịu sao đúng không anh em? Ok, để mình lấy cái hai viên ngọc này. Mình lấy ra. Thôi. Ok rồi, hai viên ngọc đẹp như thế này chứ lẽ bác không đổi. Ok, để lại. À, trời, hai viên ngọc đẹp kinh luôn. Tới chỗ của bác thợ rèn mới được. À, trời, có đồ để đổi rồi, quá đã. Bác ơi. Con có đồ để con đổi nè. Mang đi coi. Đây. Đó, hai viên ngọc quý đó nha. Hai viên ngọc này là hai viên ngọc mà không phải bình thường đâu nha. Hai viên ngọc này kiếm từ mặt trăng vào dưới lòng đại dương. Trời ơi, quý, đổi luôn. Ui, đổi. Cái kiếm anh em. Ui, gầm. Ui, phải từ từ để mình test thử được. Bác ơi, con nói bác nghe này nè. Thôi đi, không cần, không quan tâm, đang test ngọc quý rồi. Bác ơi, đi ra đây, con còn nhiều ngọc lắm nè bác. Ra đây, còn nhiều ngọc lắm nè. Nhiều ngọc lắm nè. Rồi, xong ngọc của mày ra đây đó hả, thằng ai vô. Trời, xong. Ok anh em, mình có cái kiếm mạnh để trả thù cái thằng đó rồi anh em ơi. Sáng mai mình sẽ tới để mình trả thù nữa. Ok anh em, lại tiếp tục đây. Trời ơi, hai lần mình quýnh thua rồi, mình đã cực kỳ là cọc luôn anh em à. Tức quá mà, tức kinh dị luôn đó. Thì hôm nay mình đã được cái kiếm này rồi, trời ơi. Ủa, bác thợ rèn rồi.
À mình quên mất, hôm qua mình chém cái bác thợ rèn phải kiểu mà nhập viện 2 ngày luôn rồi. Trời ơi, mình thấy mình có lỗi quá, mình hơi quá đáng luôn anh em. Nhưng mà thôi tại lỡ rồi giờ sao. Giờ trước tiên mình phải đến mình xử lý cái thằng này cái đã. Không biết nó đâu ta. Ừ nó này. À, làm gì vậy? Ôi bạn. Bạn ơi, cây kiếm siêu anh hùng của ta. Đó, cực kỳ mạnh luôn. Ôi trời ơi, cái kiếm của bạn mạnh quá ha. Mẹ nhìn nè, mình cũng có kiếm nè. Bạn thấy cái kiếm của mình chưa? Gì? Bạn thấy cái kiếm của mình không? Ờ, cái kiếm của mình đỏ chót như vậy là sức mạnh của lửa đó. Ôi thêm ai thu lực khỏe nào. À ok rồi, chuẩn bị chưa? Chết nè. Này thì hả? À trời ơi, đứng lại cho bay thêm lần nữa nè. Nấp về giờ sao, có đền cho banh cho tôi không? Không đền. Không đền hả? Không đền. Gặp chém. Không đền nè. Rơi xuống xa vườn luôn em ơi. Ok anh em, thì mình đã trả thù được rồi. Mẹ nó không chịu đền chế banh cho mình. Mình đã đánh mẹ nó bay. Ui nhìn như mình thấy chế banh của mình trong kia phải không? Ui chế banh của bên kia. Ok vậy là trời ơi, mình đã có được chế banh mà mình còn vừa trả thù được nữa. Trời ơi. La la la. Ok anh em ơi, thì mình đã kiếm được lại chế banh của mình rồi. Suốt nè đó. Thì cảm ơn anh em đã xem video nha. Cuối cùng thì mình cũng đã trả thù được cái bạn mà ăn hiếp mình rồi đó. Thì cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bộ Ba Bá Đạo để subscribe ủng hộ cho bộ các thành viên của bộ Ba Bá Đạo nha. Đó chính là anh Mr. Vịt với lại Timmy TV. Ok bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.